đã đến với kênh Hà Cổ Channel. Ở phần 1 mình đã khám phá được một nửa khu vực trong đây rồi. Sau khi nghỉ ngơi, giờ mình tiếp tục khám phá các khu vực còn lại nhé. Lâu lắm rồi mình mới lại thấy hoa bèo Tây, đẹp quá cả nhà ha. Giờ mới là giây phút thú vị mà mình muốn chỉ cho cả nhà nè. Không phải chỉ có nhiêu đây đâu cả nhà ơi, kiên nhẫn thêm một chút nữa nha. Trời nắng quá nên là mấy em cá núp hết dưới đường đi rồi nè, để mình chỉ cho. Mình thấy thì em nào em nấy đều múp míp tròn nguyên á cả nhà. Thường thì mình toàn thấy màu trắng hoặc là màu cam, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy cá koi có cái màu nâu đất như thế này. Mình thì cũng không rành về cá, nếu như mà mình có nói sai gì đó cả nhà thông cảm cho mình nha. Cả nhà có biết vì sao mấy cái nhà hàng ở đây người ta cứ giăng cái vải nhỏ 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 để người ta che cái bên trong không?
Vì hiện tại đang là tháng Ramadan, trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc các quy định là không được ăn, không được uống, thậm chí là không được hút thuốc. Người ta sẽ áp dụng vào ban ngày, cụ thể là từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Nhưng cũng có một số trường hợp thì sẽ được miễn trừ nha. Ví dụ như là người đang bị đau nè, phụ nữ có thai hoặc là trẻ em dưới 5 tuổi hay là những người nước ngoài, những người không theo đạo Hồi. Chính bởi vậy mà các nhà hàng ăn ở đây người ta che lại nhằm mục đích là tôn trọng những ai mà đang thực hiện tháng Ramadan đó cả nhà. Giờ mình đã vào bên trong một nhà hàng rồi nè. Cả nhà thấy không? Người ta cũng che nè. Đó. Giờ mình sẽ di chuyển qua cái khu vực rạp chiếu phim. Cái rạp này là một trong những cái rạp to nhất nhì của Indo này cả nhà. Bên trong màn hình rất là lớn, rồi cái khu vực quay phim cũng cực kỳ rộng nữa. Rất là thoải mái luôn cả nhà. Bọn mình tính là sau khi bọn mình vào bên trong review một chút thì bọn mình cũng sẽ xem phim trong này luôn. Được cái ngày mình rảnh á thì ở đây cái rạp này lại đóng cửa rồi cả nhà, xui quá chừng luôn. Thôi giờ mình sẽ quay nốt cái phần khuôn viên còn lại của cái khu vực này, sau đó là bọn mình quyết rồi bọn mình sẽ đi gặp bạn. Mấy đứa cũng lâu ngày không gặp rồi, bây giờ bọn mình sẽ túm tụm đi ăn cùng với nhau. Bọn mình đã tới nhà hàng rồi nè cả nhà. Trời ơi cái cây này đẹp quá ha. Không gian quán nhìn dễ thương quá cả nhà ha. Trần nhà được trang trí bằng cả ngàn bông hoa giấy, quá là công phu.
Thú thật với cả nhà, đây là lần đầu tiên mình vào quán mà trang trí cầu kỳ như này luôn á. Bình thường mấy quán Nhật mình vào thì đa phần có cái thiết kế đơn giản. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái không gian rất là lý tưởng, rất là độc đáo phải không cả nhà? Mở màn là món sushi bán chạy nhất ở đây. Hay, dễ thương chưa? Sốt của nó cực kỳ béo luôn á cả nhà. Mà vị cũng rất là ngon luôn. Qua tới cái set thứ hai này thì cũng là sushi cá hồi luôn á cả nhà. Chỉ khác đôi chút là cái sushi này khi ăn thì bên trong nó rất là giòn nha. Còn cái này là sushi bạch tuộc. Theo mình thấy thì cái sốt bạch tuộc này nó khá là ngọt so với cái khẩu vị của mình. Cái món thứ tư vừa ra bàn là sushi lườn cá hồi nha cả nhà. Ăn phần thịt lườn thì nó có một chút mỡ nên là nó béo béo ngậy ngậy, rất là ngon. Còn cái món cuối này cũng không chê vào đâu được. Cái món này cũng là sushi nhưng mà bọc bên ngoài bởi đậu khuôn rất là dai. Còn bên trên thì có phủ một lớp mayo, cá ngừ, bắp với cả một chút trứng cá đen nữa. Trông thì mấy cái sushi nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà ăn lại rất là nhanh no đó cả nhà. À, chia sẻ với cả nhà một chút thì cá nhân mình thấy so với mặt bằng chung thì quán này giá nó nhỉnh hơn so với những cái quán còn lại á cả nhà. Cũng đúng thôi ha, tại vì thấy quán này rất là đầu tư về cái mặt hình ảnh, rồi đồ ăn thì thật ra mà nói thì cũng rất là ngon luôn á. Giờ thì bọn mình sẽ ra về đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình nha. Nếu cả nhà yêu thích video này, đừng quên ủng hộ mình bằng một nút đăng ký, like và share nha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều ạ.